Yannick Sinner đã cứu được cả hai break point. Yannick Sinner đã phòng ngự tương đối kiên cường. Bóng không qua lưới. Bóng trong sân. Cú thuận tay quá ngọt của Yannick Sinner. Loạt bóng bền dài nhất kể từ đầu trận và điểm thuộc về Van der Jaarschot. Sinner đã chuyển hóa set point thành công, anh thắng 6-4 trong set mở màn. Bóng trong sân. Nỗ lực đưa bóng đi sâu của Yannick Sinner lại khiến anh mắc lỗi đánh bóng hỏng. Đó là cú smart dễ dàng sau khi Yannick Sinner đã tấn công rất tốt.
Phan Sanchup có một pha xử lý đầy nhạy cảm, vừa đủ ngắn để khiến cho tay vợt Italia không thể cố được nữa. Pha xử lý trái quyết định giúp cho San Exider quân mình tỷ số 5-5. Và cuối cùng thì San Exider cũng bẻ được game giao bóng của Phan Sanchup. Bước ngoặt đã đến ở trong game giao bóng cuối cùng của tay vợt Hà Lan ở set 2 này. Tỷ số của set 2 là 7-5. Bóng đi ra ngoài, thêm một pha xử lý ăn vào cạp vợt và lần đầu tiên trong trận đấu này San Exider để mất game giao bóng của mình. Quá khó cho Phan Sanchup và tiếp tục có thêm hai cơ hội bẻ game dành cho San Exider. Trả giao bóng ép về phía trái và San Exider đã bẻ được game giao bóng của Phan Sanchup lần thứ 3 trong trận này. Những tình huống tấn công rất đa dạng của San Exider. Pha tấn công bóng sâu rất tốt của Phan Sanchup. Cú swing volley là tiền đề để giúp cho San Exider dứt điểm trên lưới thành công. Pha bỏ nhỏ quá hay, San Exider lại có thêm 2 điểm break nữa. Không còn cơ hội cho Sinner. Bóng đi ra khỏi tầm kiểm soát của Phan Sanchup. Bóng đi ra ngoài và trận đấu đã khép lại, chiến thắng 3-0 dành cho San Exider. Lần thứ 5 tham dự úc mở rộng và có lần thứ 4 vượt qua được vòng 1, San Exider ghi tên mình vào vòng 2 của úc mở rộng 2024.